Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè ở khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. Tuy nhiên lần này tôi lại đi một cái hướng khá khác biệt đó là quý vị trong thời gian gần đây thì những cái nhóm khuynh tả họ không sử dụng chính quyền để mà siết chặt người dân nhưng Họ dùng những tổ chức tư nhân để mà à, tìm cách gọi là gán nhãn hoặc là siết chặt quyền tự do của dân chúng. Và họ lấy những cái tên rất là đẹp. Tuy nhiên thì những cái tên này có lẽ tới lúc chúng ta phải đặt lại tên cho họ. Ví dụ như là MSM. Chữ MSM tức là Mainstream Media. Thì nó là những cái uh, truyền thông dòng chính. Nhưng thật sự họ có phải là Mainstream Media hay không quý vị? Không họ không phải là mainstream media mà họ đang sử dụng đám đông giống như một quyền lực của họ. Do đó, mình nên đặt lại cái tên của họ theo đúng cái cách gọi của ông Ted Cruz là thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas đặt cho họ là MC. M tức là media, C tức là cạc theo, media cạc theo, những tên trùm truyền thông. Quý vị, cũng tương tự như vậy, một số những cái tổ chức khuynh tả và mát xích hay là xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cho họ những cái tên mà tôi nghĩ rằng là nó thích hợp và nếu được thì quý vị chia sẻ những cái chữ viết tắt này ra đính đính kèm với lại cái tên của họ và tôi sẽ giải thích từng mục một, một cho quý vị hiểu rõ hơn về cái gọi là đặt lại tên của các tổ chức cực tả đang quậy phá nát cái xã hội của Hoa Kỳ. Tôi gọi những tổ chức này là những tổ chức cực tả luôn quý vị và nó đang tìm cách quậy phá nát tất cả những cái nền tảng của đất nước Hoa Kỳ đã được lập qua gần gần 300 năm qua tức là hai trăm mấy năm qua qua đã được lập ra và bây giờ nó phá nát tất cả mọi thứ ok quý vị ở trên cái màn hình tôi sẽ cho quý vị thấy được từng chữ một và tôi sẽ giải thích từng chữ cho quý vị ok quý vị trên màn hình Chữ MSM này là cái chữ viết tắt của mainstream media mà người ta hay gọi. Thì bây giờ tôi nói với quý vị, mình gọi nó là MC, tức là Media Cartels. Ok quý vị, chữ cartel này mình phải để chữ S vô nữa mới đúng. Ok, thì nó là gì? Media Cartels, tức là những tên trùm về truyền thông phong trào black lives matter tức là sinh mạng người da đang trên hết thì bây giờ nó trở thành là cái phong trào blackmail ok các vị tôi gọi nó là blackmail vẫn là cái chữ viết tắt là BLM nhưng nghĩa của nó là blackmail một lát tôi sẽ giải thích gần đây thì các vị thấy những cái trò Luster tức là những cái trò cướp phá ở nhiều nơi và gây bạo động ở nhiều nơi như là ở Portland, Oregon hay, là ở Washington State đó quý vị và những cái phong trào mà gọi là đánh đập người vô cớ của cái nhóm mà gọi là Luther và Rioter này mình gọi họ là DPT DPT tức là chữ Democrats Property hay là quý vị dùng chữ Policy cũng được nữa Terrorist đây là những tổ chức khủng bố, tài sản khủng bố của Đại Dân Chủ hay là chính sách khủng bố của Đại Dân Chủ tại vì chính họ tạo ra những cái tin Luther và Rioter này nghe quý vị rồi cái tổ chức kế tiếp là cái tổ chức mà tôi gọi là cái tổ chức chuyên môn đi kiện là Sierra Leone Club. Đây là tổ chức hoạt động về môi trường nhưng mà họ thường sử dụng các cái uh, tiêu đề môi trường để họ tấn công tất cả những cái dự án về kinh tế của người khác. Nên tôi gọi họ là EFMP. EFMP tức là Environment for My Profits. Một lát tôi sẽ giải thích cái chữ này. Quý vị, DEI tức là một cái phong trào mà do phía cực tả dựng ra. Nó, nó dùng chữ là Diversity. Equity Inclusion, tức là à, chữ đa dạng, bình đẳng và hội nhập. Đây là cái chữ dịch, dịch tắt của họ, chữ D, D à, là chữ DEI, tức là Diversity Equity Inclusion. Thì tôi gọi họ cũng là cái chữ DEI, nhưng cái nghĩa nó khác đi là Detector, Eliminate và Invasive. Ok quý vị, Detector tức là độc tài, loại trừ và invasive tức là sự xâm lăng và xâm lấn ok quý vị và cái phong trào kế tiếp là cái phong trào mà rất nổi tiếng bây giờ nó gọi là phong trào ESG ESG chỉ là chữ viết tắt của chữ environment social and governance tức là môi trường xã hội và quản lý thì quý vị tôi gọi họ là ESG tức là extreme pre generation Ripple tức là cái tôi tôi tạm dịch là cái chữ gọi là uh, khai triển cực đoan tất cả những thế hệ nổi loạn. Ok quý vị. Và một tổ chức mà thời gian gần đây ông Elias chuẩn bị uh, kiện họ ra tòa thì uh, tổ chức này có tên là ADL. ADL là chữ viết tắt của Anti-Disinformation League. Tức là một cái tổ chức mà chuyên môn chống lại tin giả, tin nhiễu đó quý vị. Tôi gọi họ là gì quý vị? Any dissident is label disinformation là bất kỳ một ai bất đồng chính kiến đều gán nhãn cho họ là disinformation. Đây là cái tổ chức này. Một lát tôi sẽ giải thích từng ta, từng cái tổ chức cho quý vị thấy. Quý vị, lý do tại sao mình phải đặt lại biệt danh cho họ? Tại vì biệt danh này mới đúng bản chất của họ. Chứ không phải là cái một cái biệt danh thường mà tôi gán nhãn cho họ. Quý vị, MSM tức là Mainstream Media. Ngày xưa người ta gọi là Mainstream Media bởi vì họ là những cái cơ quan dòng chính có thể tin tưởng những tin tưởng được những bản tin của họ, những cuộc thăm dò của họ hay là những cái uh, phóng sự của họ. Cho nên đó họ được người dân tin tưởng, đa số người dân tin tưởng và thậm chí họ được xem là đệ tứ quyền tại Hoa Kỳ. Nhưng ngày hôm nay quý vị thấy tất cả những công ty truyền thông này đều có khuynh hướng gọi là định hướng khán giả của họ và cố tình đẩy khán giả khán giả của họ vào một cái hướng nào đó của xã hội hay chính trị nó không còn cái tính chất gọi là đa dạng và trung dung nữa nó thách sai nó đứng về một bên nó bias nó thiên vị thì quý vị do đó chúng ta không nên gọi họ là những mainstream media nữa mà chúng ta phải hỏi đúng bản chất của những công ty truyền thông này như là CNN, MSNBC, Washington Post hay là New York Times những cái cơ quan truyền thông này, những công ty truyền thông này nó ác Do đó, chúng ta phải gọi họ là những media cartels, tức là những tên trùm truyền thông. Nó tương tự như những tên trùm ma túy, những tên trùm băng đảng thôi. Nó dùng cái quyền lực đám đông của nó. Đám băng đảng và đám uh, buôn ma túy thì dùng cái uh, súng đạn, vũ vũ lực và bạo lực để mà trấn áp những người dân thấp cổ bé miệng thì đám truyền thông này cũng dùng thế lực và quyền lực ở cái à, à, cơ quan truyền thông của họ để trấn áp những người thấp cổ bé miệng và lấn áp những người bất đồng chính kiến và tìm cách bịt miệng người khác bằng nhiều hình thức khác nhau. Do đó, mình gọi họ là media cartel cũng không sai lắm. Chúng ta gọi họ là media cartel là là nó đúng chính xác với cái tên bây giờ của những cái công ty truyền thông những công ty này thì tôi đã từng nêu danh quý vị, MSNBC, CNN, hay là Washington Post, hay là New York Times, chúng ta gọi họ là media cartel, ok quý vị, đó là cái giải thích thứ nhất. Cái giải thích thứ hai là tổ chức Black Lives Matter, là tổ chức này thì nó lấy cái tên là BLM, BLM là chữ viết tắt của Black Lives Matter, nó khởi đi từ năm 2013, bắt đầu khởi động là 2012. Nhưng cho tới cái chết của một cậu bé tên là Cherry Brown. À, không phải Cherry Brown mà à, cái gì Brown đó. Ở Melwoodson. Thì cậu này là 18 tuổi. Cậu ta đã vô cướp một cái tiệm liquor cơ. Và sau đó thì à, tiệm liquor cơ đã gọi cho cảnh sát. Và cảnh sát đã rượt theo. Và theo báo cáo của truyền thông thôi. Mình không thấy được hình ảnh là cậu ta đã đưa tay đầu hàng. Nhưng mà cảnh sát vẫn bắn chết cậu ta dẫn tới một cái cuộc bạo động rất lớn và biểu tình rất lớn của cộng đồng người da đen ở tại Hoa Kỳ là thời điểm của năm 2013, quý vị và lúc đó phong trào Black Lives Matter đã ra đời và người sáng lập phong trào này là kẻ học theo chủ thuyết của Marxist và kẻ mà được xem là vận động gây quỹ thành công cho à, cái phong trào Black Lives Matter này là Mary Bird bà này đã từng bị kết án về tội khủng bố năm 1987. Bà ta bị kết án lên tới 20 năm tù. Nhưng mà đến năm 1999, Bill Clinton đã ký giấy ân xá cho bà ta. Và thời điểm bà ta thực hiện các cái chủ nghĩa khủng bố tại Hoa Kỳ là bà ta đi theo cái chủ nghĩa của chủ nghĩa cộng sản, tức là uh, Marxist và À, gọi là à, chủ nghĩa của ông Tổ Cộng sản đó quý vị và bà ta trở thành cái kẻ đứng đầu gây quỹ rất nhiều cho Black Lives Matter và Black Lives Matter kể từ khi mà ra đời mà đặc biệt là sau cái biến cố mà Hillary Clinton bị thua năm 2016 thì Black Lives Matter đã trở thành một cái tổ chức uy hiếp tất cả những công ty của Hoa Kỳ trong đó các công ty nào mà không lên tiếng ủng hộ cho phong trào Black Lives Matter sẽ bị trực chụp, chụp mũ là thượng tôn da trắng và tẩy chay. Nhiều công ty à, giải trí, thể thao, truyền thông và kể cả một số những platform chiếu phim ở trên mạng xã hội đó quý vị đều phải đưa ra đều phải đưa những cái thông điệp ủng hộ cho Black Lives Matter và phải đóng góp tài chính cho Black Lives Matter. Đặc biệt là sau khi biến cố của George Floyd năm 2020 thì Black Lives Matter đã khuấy động toàn bộ các cuộc biểu tình cướp phá trên toàn quốc. Do đó, tôi không gọi họ cái tổ chức này. Nó không là tổ chức đại diện cho toàn diện người da đen. Nó chỉ là thiểu số của những kẻ, à, những người da đen mà đi theo chủ nghĩa cộng sản và muốn phát triển cái chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội vào xã hội Hoa Kỳ. Do đó, tôi gọi BLM là tổ chức Black Mail chứ không phải là Black Lives Matter. Tại vì họ sử dụng cái thế lực đám đông này để uy hiếp tất cả các công ty là phải tuân tuân thủ theo họ và phải đáp ứng tất cả những đòi hỏi của họ bao gồm việc lên tiếng ủng hộ cho tổ chức của họ hoặc là phải đóng góp tài Chánh cho cái tổ chức của họ nếu không muốn bị họ kích động cuộc tẩy chay hay là cướp phá khác thì quý vị tổ chức này đúng bản chất của nó là blackmail chứ không phải blacklimer rồi do đó tôi đặt tên lại cho cái tổ chức này là như vậy và quý vị Gần đây thì quý vị thấy là những cái vụ cướp phá xảy ra ở tất cả những tiểu bang Blue State. Tức là những tiểu bang do đảng Dân Chủ Quản Trị. Nó không nó không có đi vào trong nhà quý vị lén lút cướp nữa. Mà nó cướp công khai giữa ban ngày những trung tâm shopping lớn nhất của những thành phố lớn ở Blue State tại Hoa Kỳ. Thì cái này thì tôi có nói về cái hiêu tinh nhà ký phần 1 cho quý vị đó. Thì quý vị, tổ, cái đám này nữa, tiếng Mỹ nó gọi là Loopster hay là Rioters. Right Thì quý vị, những đám này nó xuất phát và nó bùng nổ thành một cái phong trào cướp bóc giữa ban ngày công khai Bạch Nhật là do chính sách của đảng Dân Chủ đã đưa ra. Chính sách đó là quý vị, nó chăm trước và nó dung dưỡng cho những thành phần cướp phá đường phố làm những cái chuyện động trời và gây nguy hiểm như vậy. Như ngày hôm qua, quý vị thấy ngày hôm nay là ở Philadelphia, 100 đứa dưới tuổi vị thành niên, xông vào cướp một đống tiệm ở Philadelphia trong đó có luôn tiệm Apple. Quý vị, đám này tôi không gọi nó là Luster hay right Oster nữa mà tôi gọi nó là DPT. DPT này là gì quý vị? Democrat Property Terrorist hay quý vị có thể gọi là Democrat Policy Terrorist, tức là chữ DPT này nó mang cái nghĩa đó ngay quý vị, có nghĩa là giờ cái đám này là đám khủng bố là tài sản do đảng dân chủ tạo ra hay là do chính sách của đảng dân chủ tạo ra đám này là đám khủng bố tôi gọi đám looter này và đám rioter này là đám khủng bố nó gây kinh hoàng sợ hãi cho người trong cộng đồng cho nên tôi gọi cái đám này là đám dpt mà tôi gọi đích danh luôn là democrat property terrorist tức là tài sản khủng bố của đảng dân chủ hay quý vị có thể gọi là democrat policy terrorist tức là chính sách khủng bố của đại dân chủ. Thưa quý vị, đám này là một cái đám chuyên môn à đi cướp phá ở khắp nơi và nó đang xuất hiện ở tất cả những thành phố lớn của Hoa Kỳ. quý vị, đó là cái chữ mà tôi dành cho cái đám gọi là Luther rioters thì quý vị có thể gọi họ tắt rất là gọn DPT. Thì ai có hỏi tới quý vị gọi nó đá, đám này là đám DPT thì khi mà ai hỏi tới quý vị nói đi tức là democrats p tức là property hay là uh, policy cũng được t tức là terrorist khủng bố đám này thật sự là đám khủng bố nó đang gây kinh hoàng cho nhiều cộng đồng ở khắp các cái uh, thành phố lớn ở các tiểu bang do đảng dân chủ quản trị nó là cái sản phẩm do đảng dân chủ tạo ra chứ không ai hết và nó là tài sản của đảng dân chủ Tại vì khi cần thiết đảng Dân Chủ sẽ sử dụng cái đám này để mà giành lại tư thế chính trị. Do đó tôi coi đó là cái chính sách hay là cái tài sản của đảng Dân Chủ. Ok quý vị. Và kế tiếp là một cái tổ chức mà nhiều quý vị không biết họ là ai. Tôi sẽ giải thích. Sierra Leone Club. Và tôi gọi họ là EFMP. Tức là Environment for My Profits. Ok quý vị. Tại sao tôi gọi? Đây là một cái tổ chức về môi trường. Và cái tổ chức này là một cái tổ chức nó không khác gì với Black Lives Matter cả. Nó là một cái tổ chức tống tiền. Tại vì quý vị, ví dụ như quý vị mua một cái miếng đất nào đó mà quý vị đã xin rezone thành một khu gia cư hay một khu thương mại. Thì quý vị, khi quý vị xin rezone thì đám này nó có mặt ở khắp nơi ở trên đất nước Hoa Kỳ. Cái mạng lưới của nó lớn lắm. Và đám này nó sẽ nộp đơn nó kiện quý vị. Nó rất dồi dào tiền. Tiền của nó là do những kẻ ủng hộ cho môi trường tức là những environment uh, 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 tức gọi là environment activists tức là những kẻ hoạt động cho môi trường đó nó vận động tiền cho các tổ chức này rất nhiều tổ chức này phải nói là họ rất nhiều tiền bạc và họ nộp đơn họ kiện mặc dù họ biết họ kiện thua thua hay thắng không cần thiết nó chỉ cần mua một cái thời gian nào đó là quý vị không xây được dự án ví dụ tôi đó rất tôi có rất nhiều bạn bè là nạn nhân của Sierra Club khi mà họ mua một miếng đất nào đó vài acre để xây thành một cái khu gia cư hay xây thành một cái khu thương mại để mà phát triển kinh tế của cái cộng đồng nơi họ ở. Thì đám này nó không cần biết cái mục đích đó là cái gì, nó nộp đơn kiện trước, nó lấy lý do là môi trường. Nó lấy lý do đất đó là đất uh, uh, raw land hay là đất gì đó, nó kiện quý vị. Nó kiện những người đó và đơn kiện thông thường của đám này quý vị thua chứ không thắng chưa bao giờ đám này kiện thắng cả nó kiện để chi để nó mua thời gian chống lại vụ kiện đó mất một khoảng một năm hai năm là coi như là quý vị sẽ không vay tiền được của nhà băng nhà băng sẽ không phân phân tiền qua hoặc là quý vị đã vay được nợ nhưng mà nhà băng họ 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 giải ngân á là theo công đoạn chứ họ không phải giải ngân một lần thì quý vị nó làm cho cái tình trạng xây dựng bị trì trệ giấy phép bị ngưng lại tòa án đưa ra cái án lệnh là ngưng lại dây xây dựng trong lúc xét xử bla 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 nó kéo dài một hai năm nhiều khi hơn cả hai năm cuối cùng quý vị nó kiện thua nhưng quý vị đã bị over cái thời gian xây dựng rồi qua khỏi cái giai đoạn mà uh, thị trường nó có rồi thì quý vị cuối cùng là gì cuối cùng thì quý vị phải uh, hủy bỏ hoặc là các ngân hàng họ nói ô cái dự án này đã bị over cái uh, thời hạn rồi nó họ không cấp tiền cho quý vị nữa hoặc nó kéo dài cái thời gian vay nợ của quý vị ra khiến cho quý vị gặp khó khăn về tài chính đây là cái chiêu rất thủ đoạn của Sierra Leone Club họ sử dụng những cái này để họ chặn tất cả những cái dự án xây dựng dù là tư nhân hay là của chính phủ thì quý vị cái tổ chức này nó cũng không khác gì Black Lives Matter cả nhưng mà nó rất nhiều tiền bởi vì nó được những ông chủ lớn ủng hộ cho phong trào môi trường đứng ở phía sau trong đó có cả George Soros thì quý vị, Sierra Leone Club tôi gọi là EFMP, là Environment for My Profit. Lý do tại sao? Tại vì những kẻ hoạt động trong ngôi trường này, tài sản nó khủng khiếp. Nó giàu lắm quý vị. Đó quý vị thấy như con con bé gì á, Thunberg đó. Con bé mà ở bên uh, Âu Châu đó quý vị. Mới có mười mấy hai chục tuổi đầu thôi. Lợi tức của nó lên tới 2 triệu đô la một năm. Nó chạy những chiếc xe collection mà quý vị không có. Nó giàu lắm. Nó sử dụng cái việc hoạt động môi trường để mà nó bỏ tiền vào túi của nó. Và quý vị, cho đó tôi mới đặt tên nó là EFMP. EFMP là chữ viết tắt của Environment for My Profits. Môi trường trở thành quyền lợi trong túi của tôi. nha Đó là cái tổ chức này. Rồi quý vị, đó là cái phần mà tôi đặt tên cho cái uh, tổ chức gọi là Sierra Leone. Và trong thời gian gần đây thì quý vị đã nghe rất nhiều về cái chữ DEI quý vị DEI tức là nó, cái chữ này tôi viết tôi viết tôi cho uh, thiếu cái chữ nó gọi là uh, inverse uh, nó gọi là diversity equity inclusion tức là cái chữ này là chữ uh, đa dạng bình đẳng hội nhập nó dùng cái cái cụm chữ là đa dạng bình đẳng và hội nhập thì quý vị để nó áp đặt những cái xác uh, lệnh để mà gây khó khăn cho những người sống trong xã hội cho nên tôi cũng gọi nó là DEI nhưng cái nghĩa của chữ DEI này là Detector Eliminate Invasive Tức là độc tài Loại trừ Và xâm lấn Ok các vị lý do tại sao tôi gọi chữ này Tại vì sao Nó dùng cái chính sách DEI này Để nó áp đặt tất cả những cái mà chúng ta không muốn Nó áp đặt chúng ta phải trả tiền thuế Cho những người chuyển giới nó bắt tất cả các trường đại học phải thuê mướn và phải cho sinh viên da đen nhiều hơn. Và có sự phân biệt đối xử trong việc tuyển người của các trường đại học. Tức là chỉ cần sinh viên da màu vô là dễ lắm. Còn sinh viên da đen đó, còn sinh viên da trắng với lại sinh viên da vàng đó quý vị, rất là khó. Họ thi vô một cái trường đại học danh tiếng như Harvard hay là những cái trường đại học danh tiếng đó quý vị, rất khó vô. Là bởi vì cái chính sách DEI này nó gọi là đa dạng, bình đẳng và hội nhập. Đa dạng có nghĩa là cái trường đó phải có nhiều màu sắc. Phải có sinh viên da đen nhiều hơn. Rồi bình đẳng tức là quyền đi học bình đẳng và hội nhập tức là hội nhập tất cả các các cái um, sắc tộc lại. Cái chữ thì rất là đẹp. Nhưng mà trên quy tắc quý vị, trên quy tắc là quý vị một sinh viên da vàng, một sinh viên da trắng, một sinh viên da đen mà thi vào trường đại học Harvard mà trường đại học Harvard nhận giới hạn sinh viên chỉ chọn một mà thôi và ba người có điểm điểm đồng với nhau không ai hơn ai thấp hết thì nó sẽ chọn sinh viên da đen là cái lý do nó chữ cái chữ DEI này cái vị tức là trên nguyên tắc thì nó tự mình nghĩ là nó là cái cái cụm chữ rất là đẹp nhưng mà trên thực tế là nó là một cái sự độc tài nó áp đặt tất cả các trường đại học rồi quý vị, ngay cả cái tiền thuế của mình, mình đóng thuế để mình chăm sóc sức khỏe cho những người không có khả năng, những đứa trẻ dưới 18 tuổi. Là cái tiền của mình mình sẵn sàng mình willing, mình sẵn sàng mình đóng góp lại xã hội qua cái hình thức đóng thuế. Nhưng mà quý vị, đó là những đứa trẻ nó có bệnh trong người và nó không có đủ khả năng và gia đình nó nghèo khó. Thì đối với tôi những cái chuyện đóng góp cho họ là điều chính đáng rất chính đáng và đáng làm và tôi khuyến khích làm nữa nhưng bây giờ quý vị nó đem tiền thuế của người dân để thực hiện giấc mơ của những người muốn chuyển giới tính tại vì một, một ca giải phẫu chuyển giới tính trị giá mấy trăm ngàn đô la có khi lên cả triệu đô la tụi nó làm gì có tiền cha mẹ tôi nó còn không có tiền nữa mà cũng không có hãng bảo hiểm nào cung cấp dịch vụ đó hết không có hãng bảo hiểm nào cung cấp dịch vụ cho chuyển giới cả rồi sau khi chuyển giới thì cái tiền mà maintenance đó, tức là cái tiền mà mỗi một à, năm hai, hai lần hay là một lần đó là phải chích hoặc môn vô suốt đời đó quý vị. Quý vị nó đem cái đó áp dụng và bắt người dân phải trả thuế, phải cover luôn cái tiền đó là cái chuyện không thể chấp nhận được. Là cái chuyện không thể chấp nhận được. Mình không có kỳ thị những người chuyển giới tính. Họ muốn chuyển giới tính. Tôi tôn trọng nhưng dùng tiền của quý vị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình trên luật pháp quy định 18 tuổi, hiến pháp quy định 18 tuổi mới đủ tuổi để quyết định cuộc đời của mình. Không thể nào mà dưới 18 tuổi là nó gạt cha mẹ qua một bên, cho mấy đứa nhỏ đó quyết định luôn. Thì quý vị, đó là sự áp đặt và vi hiến rõ ràng. Nhưng mà nó được chăm trước, và nó phát triển ở rất nhiều những tiểu bang và bằng tiền thuế của quý vị một ca giải phẫu như vậy mấy trăm ngàn đô la tiền đâu nói trả mười mấy tuổi đầu làm gì có tiền mà cha mẹ cũng đâu có tiền cho tổn giải phẫu uh, chuyển giới tới cả triệu đô la như vậy cuối cùng họ ập bill cái tiền thuế của quý vị thông qua cái chương trình gọi là chăm sóc y tế cho trẻ em một cái cụm chữ mà chúng ta thấy là ồ chăm sóc y tế cho em có gì sai đâu nhưng quý vị Bao nhiêu trẻ em khác không đủ khả năng. Ngay cả những người gia đình gọi là trung lưu khá một chút là đâu được hưởng những cái tiền này. Mặc dù cha mẹ đóng thuế. Họ còn chưa chắc đủ cái tiêu cái tiêu chuẩn để được hưởng những cái chương trình chăm sóc y tế này. Thì bây giờ lấy cái tiền đó để mà cái đó là cái chuyện bất công cho nên tôi gọi họ tổ chức họ, của họ là gì? Độc tài, loại trừ và xâm lấn, tức là họ muốn phát triển cái uh, khuynh hướng của họ và cái tư cái tư tưởng về giới tính của họ ra rộng khắp nơi. Đó là một cuộc xâm lăng. Và loại trừ tất cả những ai mà phản đối và chụp mũ cho những ai phản đối là nếu mà ai phản đối họ chụp mũ cho là chống đồng tính. Nhưng mà thật sự chúng ta không có chống đồng tính. Chúng ta chỉ phản đối sử dụng cái tiền thuế của mình cho những việc không chính đáng này. Chứ chúng ta không chống đồng tính. Nhưng bây giờ nó chụp mũ cho mình là chống đồng tính. Nếu mà mình nói vấn đề này. Đó là cái thái độ độc tài Detector Do đó DEI Họ gọi là uh, uh, Nó gọi là uh, uh, Diversity Xin lỗi quý vị tôi viết lộn cái chuyện này nó là Diversity thì đúng hơn Nó gọi là Diversity equi uh, Equity và Inclusion Thì quý vị mình phải gọi đúng nghĩa của nó DEI là Detector Eliminate Invasive Thì quý vị đây là cái chữ mà tôi đã đặt lại cho họ đây quý vị DEI đây Diversity, Equity, Inclusion Thì tôi đổi lại là DEI Tức là Detector Eliminate Invasion Ok quý vị Và kế tiếp ESG ESG là một cái phong trào Buộc tất cả các công ty Các công ty ở Mỹ Là phải à, Thúc đẩy cái vấn đề môi trường Vấn đề xã hội và quản lý Tức là siết chặt quản lý và thúc đẩy những cái cái chương trình nghị sự về à, môi trường, tức là năng lượng xanh rồi à, kinh tế xanh, so so tức là chi tiền cho phá thai, chi tiền cho à, chuyển giới tính là chi những cái tiền rất là rất là không có chính đáng. Thì cái vị, họ gọi là ESG và các ngân hàng Mỹ bao gồm luôn cả những cái quỹ đầu tư như là BlackRock hay là j Morgan, Chase rồi à, Stanley Morgan. Tất cả những công ty tài chính lớn này họ đều áp dụng ESG, công ty nào mà vi phạm cái môi trường, họ không cho mượn tiền. Không đóng góp về cái mặt xã hội cho giới đồng tính hay cho à, quyền phụ nữ bla, bla bla bla, họ không cho mượn tiền. Họ siết chặt quản lý luôn. Cho nên họ gọi là ESG. Thì quý vị, tôi gọi họ là ESGR. Thêm chữ R phía sau nữa quý vị, tôi đặt tên cho họ là ESGR tức là gì quý vị? Extreme spree Generation Rebo, tức là cực cả, và phát triển và khai triển cái thế hệ nổi loạn một cách cực đoan. Đó đây là cái chữ mà tôi đã đặt cho họ là ESGR. chứ không phải là ESG. ESGR tức là Extreme spree Generation Rebo, tức là sự uh, phát uh, khai triển và mở rộng cái thế hệ nổi loạn một cách cực đoan trong giới trẻ. Thì quý vị tôi đặt cái tên họ là như vậy là bởi vì sao quý vị họ là những kẻ tìm cách áp đặt và có vị. và đến bây giờ quý vị những công ty nào mà thực hiện cái chương trình esg này á đều sụp đổ hết đều mất tiền hết đó cái ngân hàng mà ở trên sanose ở trên sanose đó và cái ngân hàng ở trên new york bị sụp đổ chỉ vì cái esg này nó là một cái hình thức xã hội chủ nghĩa nó không phải là một nền kinh tế tư bản kinh tế tư bản là lấy cái tiêu chuẩn của tài chánh làm chủ chứ không phải nắm lấy vấn đề môi trường hay xã hội làm chủ đã gọi là kinh tế tư bản mà quý vị nó đi ngược lại với phong trào kinh tế tư bản và nó thúc đẩy sự nổi loạn của giới trẻ để ra đòi hỏi những chuyện này thì tôi gọi họ là ESG và cuối cùng một cái tổ chức mà nó đang quấy phá rất mạnh trên mạng xã hội tổ chức này được lập tại Anh Quốc và bây giờ nó phát triển qua Mỹ và ông Elmer đang kiện tổ chức này, nó tên là ADL, chữ ADL này là Anti-Disinformation Leak tức là chống lại cái tình trạng tin giả, tin nhiễu ở trên cái mạng xã hội, nó gọi tắt là ADL, tức là Anti-Disinformation liquid. thì quý vị, đám này là cái đám quân tả vô cùng, tôi gọi họ là ADLD, Any decision is Labor disinformation, tức là bất kỳ một người nào bất đồng chính kiến với họ đều bị xem là tin giả và tin nhiễu. Tại vì đám này quý vị, nó đã khiến cho công ty Platform X của ông Elon Musk mất đi 60% quảng cáo. Bởi vì tổ chức này, nó recommend những công ty truyền thông mạng xã hội hay công ty truyền thông nào mà nó cho rằng là chống tin giả hay là không có tin giả thì nó chấm điểm cao. Còn những cái công ty nào mà đưa tin á, mà nó không mà không thuộc cái khuynh hướng chính trị của họ đó thì họ sẽ chấm là disinformation. Ví dụ như là những đài truyền hình bảo thủ như là New Smart TV nè, Fox News nè, AON nè, hay là Prep Bar nè, hay là tờ New York Post nè. Thì quý vị, nó chụp mũ cho đây là những cơ quan truyền thông tung tin giả nhiều, tin nhiễu nhiều. Và nó làm cho các công ty quảng cáo không thể quảng cáo được. Và kể cả trên mạng xã hội. Thì quý vị, <laughs> ông Elon Musk đang kiện đám này cả tỷ Mỹ Kim. Thì đám này nó lấy danh nghĩa là chống tin giả tin nhiễu. Nhưng thật ra là nó đang gán nhãn cho những người bất đồng chính kiến, ai nói sai nói ngược với lại cái khuynh hướng à, chính trị khuynh tả đều bị nó chụp mũ là disinformation và misinformation. Để nó kêu gọi các mạng xã hội phải đóng lại cái chương mục hay là khóa lại cái 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 post của quý vị. <laughs> thì quý vị, nó lấy tên ADL thì tôi gọi nó là đây là cái cuộc trù dập những người bất đồng chính kiến tức là dissident is LABOR disinformation. Tức là bất kỳ một người bất đồng chính kiến nào đều bị gán nhãn là disinformation hay là misinformation. Thì quý vị, đây là những cái cụm chữ mà tôi dùng để mà cho quý vị thấy là những cái tổ chức này nó đang quậy phá tưng bừng tại Hoa Kỳ, nhất là cái mùa bầu cử năm 2024. Khi mà quý vị được báo chí phỏng vấn tới hay là quý vị viết uh, comment hay là viết status của quý vị ở trên mạng xã hội. Quý vị nhớ giùm tôi những cái cụm chữ này và giải thích một cách rõ ràng. Ở đây thì tôi có cái bảng này. Tôi sẽ bỏ nó lên cái trang uh, uh, community của tôi ở trên uh, Youtube nha. Là MSM tức là Mainstream Media thì mình gọi họ là MC tức là Media Cartels. Black Lives Matter, cái chữ viết tắt của họ là BLM. Tôi gọi họ là Blackmail. Đám Luther hay Reuters right thì tôi gọi họ là DPT tức là Democrat property hay là policy terrorism. okay. Sierra Leone Club tức là cái tổ chức về môi trường này mình gọi họ là EFMP tức là Environment for My Profit. okay. Và DEI tức là cái chữ là Diversity Equity Inclusion thì tôi gọi là Detector Eliminate Invasive. okay và cái chữ cuối cùng hai cái chữ cuối cùng là ESG là cái phong trào về environment, social, governance tức là về môi trường, về xã hội, về quản lý thì tôi gọi họ là ESG -A. cũng là cái chữ ESG này của họ. Tôi thêm chữ R ở phía sau thôi, tức là extreme free generation reboot, tức là một cái thế hệ nổi loạn khai phá cực đoan. Và cuối cùng là ADL tức là anti disinformation leak. Thì chúng ta sẽ gọi họ là ADL. nha quý vị, họ gọi là ADL thì mình thêm chữ đi thôi. ADLD. Any decision is labeled disinformation, tức là bất kỳ ai bất đồng chính kiến với họ thì đều bị gán nhãn là disinformation. Hy vọng rằng cái uh, việc đặt tên và biệt danh cho những tổ chức khuynh tả cực tả này đang quậy phá tại Hoa Kỳ giúp cho quý vị có thể phát triển cái uh, việc chống lại những tổ chức này trong tương lai để chúng ta có được một cái xã hội nó giữ lại cái nền tảng cũ của đất nước Mỹ. Một nền tảng đã làm cho nước Mỹ trở nên mạnh mẽ, hung cường và trở thành lãnh đạo của thế giới. Bây giờ nó đang bị phá nát bởi những cái ngôn ngữ và những tổ chức này. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.